Dạ, Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog chiều nay ạ. Thì chiều nay còn có mấy anh em mà lau mộ cho cậu cô chú anh chị ơi. Rồi sạn vào lau mộ cho cậu Năm ha. Dạ, Hải My 14 xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Hải My 14 chiều nay. Chiều nay mấy anh em sạn vào lau mộ cho cậu. Cho cậu phù hộ. Tai qua nạn khỏi. Bây giờ lại dựng máy xuống đi. Phải không? Bây giờ nhìn cái thumbnail là hiểu rồi. Nhìn cái thumbnail là biết lo biết đỉnh rồi. Mới có 4 phút mà 15 rồi. Bây giờ cứ chiều chỉ còn có Bùi Hải, anh Ngọc, chú Tiểu Khang lau mộ cho cậu cô chú anh chị ơi. Rồi dựng máy đây đi, kiếm chỗ mình dựng máy cho đàng hoàng. Rồi lau mộ cậu thôi, về nó đỉnh là không cần giới thiệu. Ai xong dọn bông đi, dọn bông đi cho đứng dậy đứng. Cũng cầu xin Hương Linh, cứ giữ lên phù hộ cho em cũng bình an,
tật tiêu trừ. Cảm ơn cô. Rồi cho mình miếng mình qua mình. Dạ. Cô Thanh Kim Huệ miếng nữa. Đây là cô. Để tội nghiệp. Cô ơi, khăn giấy ướt nè cô. Có ngăn không ạ? Đúng nhau cô kêu. Mỹ quá. Cô cái này cô vô cô thắp nhang cho cậu. Cô cũng thắp nhang. Cái này linh. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 2, và con cũng có nhân viên đi ngang qua đây cũng ghé vô viếng hương linh của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ, nghệ sĩ ưu tú Thanh Tú, rồi Nguyễn Văn Còn, các cô chú nghệ sĩ ở đây được trở về với cõi A Di Đà Phật, tinh tấn tu hành để thoát dòng luân hồi sanh tử, và cũng xin hương linh cũng phù hộ cho bà con cô bác với nghệ sĩ cô chú ai cũng được bình an nhiều sức khỏe, phù hộ cho bà con cô bác ai cũng được nhiều sức khỏe an lành vạn sự, các tường vạn sự như ý. Xin hương linh của chú được trở về với cõi A Di Đà Phật, tinh tấn tu hành để thoát dòng luân hồi sanh tử. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cô vô cô cầu nguyện cho cậu về cõi A Di Đà, quá thương cô luôn. Dạ, Hải My 14 xin kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Hải My 14 ạ. Dạ, Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog ạ. Như ông bà cô chú anh chị có xem kênh của Bùi Hải, cho Bùi Hải xin một lượt like, một lượt đăng ký để Bùi Hải có động lực làm những video hay nhất tại mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh gửi tới cho cô chú anh chị gần xa xem ạ. Một lần nữa Bùi Hải xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ạ.